Dạ rồi chị viết tên giùm chị. Chị Trinh. Hỏi chị Trinh là chị nào? Đúng rồi, chị tên. Chị số phận không chết. Trinh sát. Cái hình đấy. Vừa tới An Giang mà nó hỏi giấy. Đây. Mà tấm hình ở trong cổng nãy mình có chụp tấm nãy có không chụp được hả con? Không có cho chụp luôn. Mới mất điện thoại ra giả la. Dạ không đội nón. Dạ chảy đầu giống như làm giấy chứng minh nha. Chú cái cầu cho ẩm cây rồi chú Kỳ. Chú Kỳ. Cái chú kia thì không có hình ảnh, không có chụp được trong. Quay luôn. Vậy mà sao thằng đi với bà Nhung con Nhung chụp được ha? Lén. Dạ. Thì kết quả xong rồi nữa sẽ gửi về bên chỗ của chị đó. Đi vô tính bắt luôn mà nó lỡ rồi. Này. Chút thì thầy lấy cho con thôi. Dạ. Cũng vậy đó. Bắt giờ thấy rồi. Làm mày bảo mắt ra em. Bắt đi rõ thế gì. Gửi với. Có ba là trốn. Đang gửi đây khoảng một tuần mới có kết quả của chúng chị. Kết quả thì khi nào có chúng cập nhật cho cô chú chị mình được rõ tình hình ở gia đình An Giang xuống gì đó. Cái nhiếp rồi chị. Hậu Giang không ơi. Giống thì người nhà đến ai nó cũng có những cái điểm giống hết trơn. Ai mà nhớ mặt nhớ mày gì? Không nhớ đâu. Thì ta chỉ mới đi tìm được nè. Tìm mấy tháng nay rồi mới gặp. Rồi gặp rồi. Mới rồi đi về. Là chưa. Gần xong rồi ông ơi. Gần xong rồi. Thứ hai là cho ông lên cái phim luôn rồi đó. Tờ... Làm gia chính rồi đó. Họ đóng gia chính rồi đó. Bên này có ông mới được, không có ông không được. Ừ. Bữa nay là cho ông làm gia chính rồi đó. Nó sợ bệnh phát thử qua chích thuốc qua. Ông cũng nhà qua ông cũng nôn dữ lắm ông nội. Cũng được mà. Nó có ngủ mẹ. Nhưng mấy lần trước là ông không xuống được hả? Dạ. Mấy lần đầu á? Sao? Mấy lần đầu là ông không có xuống thăm chú. Không. Không. Người ta đau đâu cho đi. Vậy không? Alo. Sao đã biến gần năm rồi. Vậy là ông cũng hiện tại đi được đã. Khỏe rồi hay không? Có mấy ngày đó năm rồi. Nhẹ bị nhẹ. 22 tới là năm rồi. Ông nay nhiêu tuổi rồi ông? 84 rồi. 84. Dạ thấy còn khỏe, ông khỏe lắm. Đã cấp 5 năm rồi. Không đúng, còn đi chơi lai gai lai gai. Mà tôi chưa đau chạy xe bình thường, đâu có đâu chạy xe.
thì những cái đang hoàn thành những thủ tục cuối cùng này cái về cái đợt xét nghiệm của chú ạ. Giờ có 20 cây, 22 cây tao đào. Nó lớn không có nghe, nhỏ không nghe. Nó nặng ở đầu, trong mặt. Mấy bà bạn đó nghe bệnh tình có thăm viếng gì không? Hả? Nghe dịch bệnh rồi có thăm viếng gì không? Có chứ. Tao rước cái gì, tao hư tao, tao đâu đi. Con ơi, có. Ông mới 84 mà còn không độ mà. Người ta biết ngộ lắm rồi, tôi đau rồi. Mình bệnh viện cũng không có mệt. Sao? Dạ anh có cần luôn thông tin trong công ty không hay là chỉ cần những kết quả thôi? Cái gì? Lưu á. Dạ anh chụp hình mà. Bên công ty về anh có cái giấy bên công ty không? Như là giấy cái chỗ mà trung tâm làm nó cho em cái địa chỉ à. Là trung tâm có ba cái văn phòng ha. Văn phòng thứ nhất là ở quận 3. Thứ hai là trung tâm nghe được có lẽ quá thiết tư. Rồi anh gửi cho ngừng tắm đi. Ở ngoài có người ta giới thiệu rồi có... À dạ. Rồi nữa là kết quả ấy là bên là cho bên Tấn hay hả chị? Không gửi về cái địa chỉ hồi nãy trong đó nó gửi lên trên 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 anh á. Địa chỉ trên anh á. Bên em thì không có gì, nữa có gì em hỏi bên anh cho em biết kết quả là được. Như là anh hỏi cái vấn đề đó là thí dụ đúng là người thân làm cái thủ tục pháp lý luôn phải không? Dạ đúng rồi. Có nghĩa là cái này là làm để cho mình biết sự thật là có phải là cha con hay đúng không rồi, trước mắt là xét nghiệm có đúng là cha con hay không. Nếu đúng là cha con thì làm tiếp những bước kế tiếp nữa. Dạ đúng rồi anh. À. Thì hiện tại mới dân sự mà ha. Còn dạ, cái rồi. Hành chính thì chưa? Dạ dạ. Chưa hành chính. Đợt như là khỏi đòi hỏi là mình đem thẳng lên chỗ nó làm luôn phải không? Còn đây nó chuyển lên trên Sài Gòn chánh, nó nhận chánh từ lúc mà nhận được là khoảng 3 ngày là có kết quả. Và nó từ đó nó gửi về chỗ mình đó. Dạ. Cũng xong rồi đợi cái kết quả khi nào có thì gửi về bên gia đình của An Giang thì khi đó chúng sẽ cập nhật cái thông tin để cho cô chú anh chị mình được rõ. Thì ở đây trên gia đình An Giang quyết định làm cái đợt này là sẽ quyết định của chú rồi, được không được thì cũng đợt này là xong, nên làm cho nó kỹ, nên xét nghiệm hai lần luôn, hai mẫu của chú trong trung tâm với cái người cha ở đây.
cũng nhờ chị ký tên được. Chị ký tên rồi chị. Dạ chị ký gì họ tên nó nhớ hồi nãy. Rồi thì cứ nói với chị. Dạ cho em thu 4 triệu luôn nha chị. Tính tiền nữa không 4 triệu đó ông ơi. Ông vui ông cũng vui tính lắm. Tiền chi phí xét nghiệm là 4 triệu cô chú anh chị. Thì khoảng một tuần có kết quả. Xong chưa? Xong tao. Dạ gì được. Chưa rồi. Hồi nãy vô trong ông có nói chuyện với chú tiếng đó không? Hả? Được. Giờ hai vai. Đứng uống cho hết. Dạ dạ rồi anh cứ để đó cho em ha. Ok. Xe đi xe bên kia. Dạ dạ. Cảm ơn chú. Rồi thì em đợi cái kết quả ha. Rồi tuần sau về rước chú kia về luôn. Thì đợi kết quả bên thông báo với anh em điện hỏi thăm nặng cập nhật cho mọi người ta biết. Dạ dạ. Cảm ơn. Cảm ơn ông nhiều ha. Không còn khỏe lắm. Dạ em nói còn để làm được. Mà không còn mình cũng đâu. Dạ. Dạ dạ cô. Thôi cũng hy vọng hay cô. Em tính về nhà ha. Dạ dạ. Đây thì gia đình cũng về rồi, xét nghiệm xong lấy mẫu xong rồi cô chú ạ. À. Hẹn gặp lại các cô chú anh chị những video tiếp theo của Tuấn Hậu Giang ha, cập nhật thêm hình cái đợt gia đình nạn nhân xét nghiệm này cô chú ạ. À. Cái kết quả thì một tuần nữa sẽ có. Tuấn cũng cập nhật cho cô chú anh chị mình với quý vị khán giả được rõ ha. Gia đình anh đi xuống xe này 16 chỗ nè. Dạ đó. Gia đình xuống hồi sớm lên. Xuống là lúc 7 giờ mấy xuống tới này rồi. Dạ hẹn gặp lại. Thì ok tôi muốn xin cập nhật tới đây ha. Hẹn video tiếp theo của Tuấn Hậu Giang ạ. À, Tuấn xin chào ạ. À.